chào quý vị khán giả của chương trình Hành Trình Kết Nối Nhà Trái Tim. Vậy là Hành Trình đã được phát sóng 5 năm rồi. Trong 5 năm qua thì chúng ta đã có 74 nam và 64 nữ tham gia chương trình và đã có hơn 30 cuộc tỏ tình thành công và cũng gần 30 cuộc tỏ tình thất bại. Với kỷ niệm 5 năm phát sóng chương trình này thì ban tổ chức đã quyết định thực hiện một chương trình rất là đặc biệt với tên gọi là Trại Tình Yêu. Hôm nay anh thay mặt cho chương trình gửi tặng em một món quà. Qua bóng tối, thấy cô đơn vây quanh. Anh hy vọng em kiếm được một người xứng đáng hơn đó. Lúc trước em có tặng cho anh một chiếc khăn, anh nói là khi tặng một chiếc khăn là nói lời chia tay. Lúc đó em phủ nhận điều đó. Còn bây giờ thì em chấp nhận chiếc khăn là lời chia tay. Xin chào bạn. Chào em. Biết gì chứ? Đây là một món quà rất là đặc biệt dành cho em. Hy vọng anh vẫn giữ riêng anh, chẳng đánh rơi phút nào. Hy vọng anh vẫn giữ đây cả giấc mơ sâu đớn đau. Hy vọng em giờ đây có chút yên vui, ngập nắng trên con đường. Còn riêng mình em, khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Tình cảm của anh thì thực sự thì cũng dành cho em thì cũng không nhiều. Có thể sau khi là hành trình thì em có thể cho anh cơ hội. Em nghĩ là tình cảm cũng chưa đủ nhiều để có thể về cùng anh. Thân gửi sói, đầu thư ban tổ chức hành trình những kết nối những trái tim xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với bạn. Với nỗi buồn, sự cô đơn của người chưa tìm được một nửa. Với mục đích giúp cho các cựu thành viên vẫn còn độc thân được quay lại không khí của hành trình một lần nữa, cũng như tạo thêm cơ hội để tìm lại tình yêu, nay ban tổ chức chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim xin mời bạn tham gia hành trình đặc biệt nhân dịp 5 năm chương trình phát sóng được mang tên Trại Tình Yêu. Anh chào anh. Chào anh Thiên. Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với mục Quán Ngon Cuối Tuần của tạp chí 360. Tôi là Adi. Chào các bạn, mình là Adi sẽ ôm tay. Không phải là như mày nói, mày thì cứ nơi điệu thôi. Em cũng biết là anh làm hai chương trình. Một là anh làm MC của Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim. Hai là cũng là hiệp sĩ của ước mơ của em. Nhưng mà có chuyện gì? Em cũng có một ước mơ của em. Đây. Cũng về thư luôn người anh. Thứ nhất vậy nè, nếu mà nói về ước mơ của em á, thì là chương trình ước mơ của em là chỉ dành cho những bé mà từ 11 tuổi trở xuống thôi. Cũng không phải là trẻ em, nhưng mà quan trọng nhất là có ước mơ mà nó rất quan trọng, mà nó phải kết hợp cả hai chương trình luôn thì mới thực hiện được. Là như thế này, em có một người bạn rất là hay, rất là vui tính, nhưng mà hoàn toàn ế, mà cái độ ế của nó rất là cao. Bạn ấy đi một chương trình gọi là Bây Giờ Làm Sao cùng với em. À, đấy. Thấy cái cổng này không?
Thì Adi cũng biết là hồi trước ở đây đã có một em mà May đã tỏ tình với em này. Nếu được lựa chọn một trong bốn người để cùng về thì em có chọn. Cảm ơn. Không chỉ rất là lạ anh mà anh hành người rất là cái gì mà bé đã nhận lời nhưng bây giờ đã lấy chồng rồi đúng không? Ai nói ra đi cái chỗ đó. Adi là bản thân của mày. Adi là bản thân của mày. Này đi bản thân này. Đây là một chuyến đi 48 tiếng đồng hồ. Và hiệp sĩ Thiên Vương ở đây thì không thể nào mà giúp cho mày ở thời điểm đó được. Cho nên bây giờ nhờ Adi. Adi hãy đi giúp Thiên Vương lên trên hành trình kết nối như trái tim, tường thuật lại hết tất cả những cái gì diễn biến trên đó cho các bạn khán giả xem. Chào mừng các bạn đến với Trại Tình Yêu. Chào bạn, mình là Mai Su. Hôm nay mình thay mặt bên tổ chức chương trình, mình sẽ là người phụ trách Trại Tình Yêu. Còn Adi, giờ biết tâm lý của cả chàng trai, của cả con gái, sẽ tư vấn cho các cô gái về tình cảm một chút. Là ở đây có hai, thì cô gái của chúng tôi đâu? Các bạn, chúng ta sẽ đón một thành viên cuối cùng chúng ta nhé. Em nghĩ là mình không thể đi hành trình này, tiếp tục hành trình này một mình. Cho nên là em nghĩ em sẽ quay trở về với anh. Rồi. Mình có đầy đủ người, chắc là phải mời các bạn lên xe. Rồi, xin mời các bạn đi vào xe. Thôi. Ba bạn nữ sẽ thi nấu ăn cho cả nhóm. Còn bốn con trai sẽ chia thành hai cặp. Sau đó cặp nào dựng lều trước sẽ có quyền hỗ trợ cô gái mà mình đã chọn. Từng bạn nam sẽ chọn cô gái của mình. Em chọn này. Khi mà gặp được bạn này thì em cũng khá là vui. Tại vì em xem một vài tập của bạn này thì em thấy thích cái tính cách của bạn đó. Nó khá là khác so với em. Bé Sóc nha. Sóc, chỉ giải cho bé Sóc. Mày. Con Gạo. Ok. Trong ba cô gái thì người tự nhiên nhất là Gạo. Mình không muốn cô bạn gái đơn giản thôi. Nhưng mà đơn giản nhờ vẫn phải đẹp. Rồi. Em chọn Sóc. Cái tính em thì cũng khó nói chuyện với người khác, khó bắt chuyện với người khác. Nên là em nghĩ là chọn một bạn cùng quê của mình thì sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Rồi bây giờ bốn nam chúng ta bắt đầu chia ra làm hai cặp, tùy bạn chọn. Rồi. Em muốn rồi anh xui muốn cùng đội với lại sói. Tụi em muốn chứng tỏ rằng là tụi em trẻ mà ế chứ không phải tụi em già mà ế như thế. Chúng ta đứng tự nhớ của mình đã. Thực ra thì cũng chưa biết bé nào khả cho nên là em cũng chỉ chọn theo cảm tính thôi, tính tình cái Sóc hiền. Cho nên em định hỗ trợ người hiền là đúng rồi. Cảm ơn diễn giả với lại sư tử rồi đã chọn hai cô gái kia trước để mình đỡ phải bối rối chọn lựa giữa ba cô gái. Xuyên rồi đây nhưng mà giờ thế này à? Cái chân gà làm thế nào đây? Tôi chưa thấy cái con gà nó nướng tệ như con gà này. Nếu mà mình cùng thi với một người mà mình lại để cho người đó thua thì
dĩ nhiên là trong mắt mình, trong mắt người đó thì mình không phải là một đồng đội tốt. Cái sự vụng về, cái sự của mình là thể hiện hết cả. Chúng tôi rất thích chơi mạo hiểm, nhưng vừa phải thôi. Với tư cách là giải chữa, tôi xin tuyên bố là tôi sẽ chọn hai món này. Sẽ là đồng dễ nhất. Và món này do phần sống của tôi gọi. Nếu đã là thắng cuộc sẽ có phần thưởng dành cho đội thắng cuộc. Ba anh đi hẹn hò với nhau một thời gian thôi. Sau đó, Sóc có quyền gặp từng người một. Nhóm của ba anh vẫn đi thưởng thức giải thưởng. Sóc về 2 năm nay mà cũng chưa có gì luôn ạ. Chứ anh diễn giả đi lâu hơn, về 3 năm nay mà cũng chưa có gì sao không hỏi. Nhưng mà anh thấy em khó tìm người để thích lắm á. Hai chuyến hành trình rồi đó. Những cái gì mà anh làm cho em cũng đã nói rồi. Em cảm nhận được, làm em cảm thấy ấm áp mỗi ngày. Thật sự là như vậy. Em không thể về cùng anh. Rất khó để từ chối một ai đó. Dạ rất sợ điều này. Đối với ai cũng khó hết. Chứ có ai dễ kiếm người mình yêu đâu. Chắc là em là trường hợp khó nhất mà anh từng gặp. Không dám, em thấy nhiều người còn khó hơn nữa đó. Trời, chuyện tình cảm nhức đầu. Hai ngày có nghĩ là có tiền ra được gì? Dạ chắc là không. Sẽ ra được bao nhiêu mối tình rồi? Ai hỏi em trả lời như vậy cũng bất ngờ hết trơn á. Nên có một mối tình thứ hai là vừa rồi đó. 89 hả? Dạ. 89 là đâu có nhỏ đâu. 89 là người ta lập gia đình rồi đó. Về anh diễn giả, một người có suy nghĩ có lẽ là rất là chín chắn. Một người đàn ông rất là trưởng thành.